Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ có một thông tin mới cho anh em nha. Tin này tin hot luôn. Không biết là chắc mình ở đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em về một thông tin mới. Đó là hot big update đấu trường danh vọng sẽ được cập nhật ngày 7 tháng 9. Thông tin này chắc là nhiều anh em biết rồi, nhưng mà mình thông báo cho nhiều anh em không biết nha. Ok. Rồi, anh em nào nghe thì nghe mình thôi. Các kiện tướng thân mến sau 2 tháng kể từ khi ra mắt bản cập nhật thời đại xét thủ đầu tháng 9, Liên Quân Mobile sẽ chính thức chào đón một bản big update mới mang tên đấu trường danh vọng, không còn là thời đại sát thủ nữa mà là đấu trường danh vọng nha. Rồi ok, tiến hành cập nhật này. Với hàng loạt những thay đổi về chức năng tướng trang bị, bản cập nhật đấu trường danh vọng hứa hẹn sẽ đem đến cho các kiện tướng những trải nghiệm đỉnh cao của tựa game eSports trên di động. Thời gian cập nhật dự kiến là ngày 7 tháng 9 năm 2017. Ok, hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2017. Và nó sẽ update vào ngày mai thôi. Và chắc có lẽ là anh em vào sẽ không thể chơi được. Ok, mình cũng chưa biết là thông tin là cập nhật vào mấy giờ nha. Rồi, mọi thông tin nhanh và chính xác nhất các bạn vui lòng đây. Nói chung thì đây lưu ý nha. Anh em nên, đây là cái update. Rồi, anh em nên lưu ý này. Đây là cái update là thay đổi giao diện này, thay đổi về chất tướng này, thay đổi về nói chung vị tướng là giảm sức mạnh, tăng sức mạnh nó có hết. Thay đổi về giao diện trong game này, thay đổi về các món trang bị này. Đấy. Rồi lưu ý đây, bản big update đấu trường danh vọng sẽ không đi cùng với reset danh. Ok anh em hiểu chưa? Là nó chỉ update giao diện các thứ thôi, thay đổi về chất tướng, về các nói chung thì về những cái món đồ. Ok, và nó chưa reset danh nên anh em cứ cày danh thôi. Thời gian reset danh sẽ được thông báo trong các bài viết trên trang chủ fanpage Liên Quân Mobile. Và đây là thông tin chính thức từ Liên Quân Mobile nhá. Nhưng mà nó có thể sẽ chỉnh sửa. Đợt trước mình có thông báo cho anh em rồi, mình cũng nghe Liên Quân Mobile trang chủ thôi, nhưng mà ngày hôm sau là lại thông báo lại đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cho anh em về giới thiệu qua cho anh em về cái sự thay đổi về các món đồ của nó nha. Còn chất tướng, còn các vị tướng thì mình đã làm hướng dẫn các clip trước rồi. Hầu như là Liên Quân Mobile thì những cái vị tướng thay đổi như thế nào, lưu bố nhảy qua tường này, điều khiển nâng sức mạnh này, Oman nâng sức mạnh thì mình có làm qua các clip rồi nha. Còn bây giờ là mình sẽ gọi là đánh giới thiệu cho anh em về các trang bị của nó có sự thay đổi nào. Đầu tiên đó là cái trang bị phù chú trường sinh này đây. Anh em nhìn nó là mùa 3, hiện tại mình đang ở bản chính Liên Quân Mobile và mùa 3 nha. Và nó phù chú trường sinh là cộng 1800 máu tối đa đúng không? Đây là mùa 3, sang đến mùa 4 là update xong thì nó sẽ cộng sẽ bị giảm đi xuống còn 1700 máu tối đa, không phải là 1800 nữa. Ok, đấy là sự thay đổi đến từ cái phù chú trường sinh. Tiếp theo đó là cái kiếm truy hồn. Đây, đi dừng đây. Kiếm truy hồn thì là cái này là có tốc đánh 25% đúng không? Thì sang đến mùa 4 nó sẽ được cộng lên là 35% tốc độ đánh. Nói chung thì trang bị này sẽ được nâng sức mạnh khá là khỏe. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến cái liềm đặt mệnh. Đây, liềm đặt mệnh đây. Rồi, anh em để ý này. Cái chỗ này là cộng 60 công vật lý này, 10% hút máu này, 5% giảm thời gian hồi chiêu này. Thì sang đến mùa 4 thì liềm đặt mệnh sẽ bị mất đi 10% hút máu nha, không còn 10% hút máu nữa. Đấy là cái bản update mùa 4. Ok, đến là theo mình nữa, đấy là một trang bị, đó là kiếm Phoenix này đây, Phoenix. Đấy. Khi mà cái kiếm này thì lúc đầu nó cộng 60 công vật lý, cộng 45% tốc độ đánh. Thì sang đến mùa 4 thì nó chỉ là cộng 30% tốc độ đánh thôi. Nó bị giảm đi từ 60 xuống còn cộng 30% tốc độ đánh, thì đây là từ 45% tốc độ đánh xuống giảm xuống còn 30% tốc độ đánh và cộng 10% hút máu. Rồi, thế là một trang bị cho kiếm Phoenix này thì cộng 60 công vật lý này, sang mùa 4 nhá là cộng 60 công vật lý, cộng 30% tốc độ đánh, không phải là 45% tốc độ đánh nữa. Ok, thêm 10% hút máu, khá là lợi. Rồi, bây giờ mình sẽ đến cái giày Khmer. Tốc chạy đây rồi. Giày Khmer mình hay gọi thế. Rồi. Anh em đọc nha, chỉ số của nó này. Còn bên dưới cuối cùng đó là cộng 35% kháng hiệu ứng nội tại duy nhất. Thì 35% kháng hiệu ứng này thì sang đến mùa 4 nó sẽ bị mất luôn. Nó không còn cộng 35% kháng hiệu ứng nữa. Đấy, còn cái giày nữa. Rồi, đấy là sao? Thế nào? Còn cái giày nào nữa nhờ?
Các ông ở cái giày nào nữa nhỉ? Có hết rồi. Đấy là sự thay đổi về về các trang bị, về sức mạnh giảm và sức mạnh tăng của các trang bị. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu qua tiếp. Rồi anh em đợi mình chút. Ok, hiện tại thì mình đang vào bản thử nhận Lego Mobile. Và vừa xong mình ở bản chính là mình có nói về các sự thay đổi về các món đồ, tăng sức mạnh hoặc là giảm sức mạnh như thế nào. Còn bây giờ mình sẽ nói về các trang bị có sự thay đổi về hình dáng nha. Để nói chung thì đây là, nếu mà anh em biết rồi thì không ra, thì đây là mình giới thiệu qua về các món đồ cho anh em không biết thôi. Ok, đầu tiên đó là một sự thay đổi đến từ hình dáng thanh kiếm không còn như trước nữa. Đó, một cái liềm kiếm Muramasa nữa này anh em nhìn này, tăng lên hình dáng khá là đẹp. Rồi, tiếp đến đó là cái đao chi hồn. Sao? các chỉnh sửa của nó mình đã giới thiệu từ trước rồi nha. Ok, đấy. Hàng công là có chỉnh sửa đến thế thôi. Chỉnh sửa về hình dáng trang bị. Sang đến hàng thừa phép này thì có cái dây chuyền ma thuật là nhìn khá là đẹp hơn này. Đó. Rồi, chúng ta có thập tự kiếm nhìn làm lại khá là đẹp. Rồi ok. Thế là xong hàng phép thì cũng có một hai sự thay đổi. Đến hàng thủ. Hàng thủ thì đập vào mắt là có áo tràng thần da này. Một món đồ chỉnh sửa ngoại hình khá là, nói chung hình dáng cái hình ảnh, chỉnh sửa hình ảnh khá là đẹp mắt nha. Ok. Bùa sức mạnh này. Rồi. Rồi huyết giáp này. Đấy anh em nhìn này, có sự thay đổi nhìn rất là đẹp. Rìu Hyoga này. Và ha, đây là gọi là gang thịnh nộ nha. Ok. Tốc độ chạy thì vẫn giữ nguyên các hình dáng vậy thôi, đi dùng như vậy. Ok, thì clip là lần này thì mình có gọi là giới thiệu cho anh em qua về sau sự update 14. Nhưng mà anh em lưu ý là update 14 thì là thay đổi về hình dáng thôi và các chức năng mới của từ phiên bản mới này. Chứ còn reset danh thì chưa reset đâu. Đến bao giờ có thông báo reset thì mình có thể nào mình cũng làm clip để nói chung thì giới thiệu anh em sau nha. Ok. Mong anh em đăng ký kênh ủng hộ mình. Thì mình sắp đạt 100.000 lượt subscribe rồi, 100.000 lượt đăng ký rồi. Thì mình rất cảm ơn mọi người. Thật sự thì mọi người rất là tuyệt vời, đã luôn ủng hộ mình. Đó, thì 100.000 lượt đăng ký thì mình có làm clip gọi là giới thiệu thông tin cá nhân của mình nha. Ok, và anh em nhớ đăng ký kênh nhiều nhiều giúp mình nào, chia sẻ video nhiệt tình. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.